Xin chào quý khán giả, xin chào bà con. Chúng ta gặp nhau trong chương trình tiếp theo của Tôi Yêu Chợ Việt. Đây là chương trình truyền thực tế nhằm tôn vinh vai trò chợ Việt trong lòng khán giả Việt Nam. Chương trình do công ty truyền thông Big Vision Media sản xuất, được phát sóng định kỳ vào khung giờ quen thuộc 18 giờ đến 18 giờ 30 tối thứ ba và được phát lại vào lúc 10 giờ 30 đến 11 giờ sáng thứ bảy trên kênh Today TV. Kính thưa quý khán giả, chương trình Tôi Yêu Chợ Việt tuần này hân hạnh nhận được sự đồng hành tài trợ của các nhãn hàng. Đó là nhãn hàng đứa dậy khác Bidico đã khác và sảng khoái. Nhãn hàng Dạ Hương thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Hoa Linh. Nhãn hàng Sơ Gọt Ne Sơn Đẹp Bền Lâu. Nhãn hàng kem chống răng Epic răng trắng khỏe sáng bóng mắt lạnh như băng. Và những đơn vị tài trợ phụ đồng hành với chương trình với tổng giải thưởng trị giá 35 triệu đồng bao gồm giá trị tiền mặt và những sản phẩm của đơn vị tài trợ đồng hành đến với chương trình. Tại điểm chợ mà chúng tôi ghi hình, những khán giả đến tham gia cổ vũ nhiệt tình có cơ hội nhận được những phần quà dành cho khán giả. Và đặc biệt vào cuối chương trình, chúng ta sẽ đến với phần rút thăm may mắn dành cho 4 khán giả may mắn đến cổ vũ chương trình với những phần quà của những đơn vị tài trợ với mệnh giá 500.000 đồng. Và ngày hôm nay, trước khi chúng ta gặp gỡ 3 đội chơi, thì chúng ta hãy dành thời gian cùng làm quen và tìm hiểu về những hoạt động diễn ra ở điểm chợ mà chúng tôi ghi hình. Chúng ta cùng đến một ngôi chợ thuộc huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng tham quan chợ Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Mang tên vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Cội, chợ Phạm Văn Cội, tọa lạc tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, là một trung tâm giao thương quan trọng của bà con khu vực xã Phạm Văn Cội nói riêng và bà con của các xã lân cận của huyện Củ Chi nói chung, với hơn 100 gian hàng bày bán các nhu yếu phẩm, thực phẩm và sản phẩm gia dụng phong phú. Cùng với tốc độ phát triển hạ tầng và dân số như hiện nay của xã Phạm Văn Cội và huyện Củ Chi, chợ Phạm Văn Cội sẽ trở thành một trọng điểm giao thương tin cậy cho bà con xã Phạm Văn Cội và người dân mua sắm ở quanh vùng. Kính thưa quý khán giả, những hình ảnh mà chúng ta vừa theo dõi là những hoạt động mà chúng tôi ghi nhận được tại chợ Phạm Văn Cội. Và bây giờ thì chúng ta cùng làm quen với ba đội chơi. Trong trang phục màu đỏ, chúng tôi gọi là đội Phạm Văn Cội 1. Thì tôi tên là Nguyễn Văn Trí, không? Là bán trái cây ở đây. Anh Danh cũng bán ở trong đây. Còn em này, tên Nga, cũng bán cà phê. Còn em này bán cơm. Chúng ta cùng cổ vũ cho đội Phạm Văn Cội 1 nha. Đội ở vị trí cao nhất mà 4 thành viên mã màu xanh là đội Phạm Văn Cội 2. Chúng ta cùng lắng nghe phần tự giới thiệu, xin mời ạ. Em giới thiệu với đội anh Thạnh, bán thịt. Em là Nguyễn Công Hậu, bán trái cây. Đây chị Thảo, cũng buôn bán ở chợ. Đây, em Nguyên cũng bán ở chợ. Chúng ta cùng chờ đón đội Phạm Văn Cội 2. Xin chào 4 thành viên của đội Phạm Văn Cội 3. Bây giờ thì anh giới thiệu với các thành viên cho đội của mình ạ. Em là thành viên đầu tiên, là đội trưởng là Lê Hoàng Sang, bán quần áo tại chợ Phạm Cội. Em tên là Phương, bán rau ở chợ Phạm Cội. Đây là bé Nguyên, cũng bán trái cây của ba. Đây bán cà phê, tên là Thơm. Chúng ta cùng chúc mừng và cổ vũ cho đội Phạm Văn Cội 3. Và bây giờ thì chúng tôi giới thiệu thành phần ban trọng tài ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu nhãn hàng Sơ Hột Ne, sẽ được giới thiệu trân trọng anh Lâm Chấn Thành. Đại diện cho nhãn hàng kem chống răng Epic và bộ giật nhiệt A3, xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Phát Thành. Xin được trân trọng giới thiệu đại diện cho nhãn hàng Dạ Hương, anh Nguyễn Ngọc Lưu. Xin được trân trọng giới thiệu nhãn hàng nước giải khát Bidico đã khát và sản khói, chị Phan Thị Kim Xuyến. Xin được trân trọng giới thiệu đại diện ủy ban dân xã Phạm Văn Cội. Xin được trân trọng giới thiệu đại diện ban quản lý chợ Phạm Văn Cội. Và vòng đầu tiên này, ban trọng tài sẽ tìm ra 2 khán giả, một khán giả cổ vũ nhiệt tình, một khán giả cổ vũ ấn tượng để nhận phần quà của chương trình. Đội chiến thắng cầm lá cờ xuống đầu tiên sẽ được nhận giải thưởng nóng của chương trình trị giá 2 triệu đồng. Và bây giờ xin mời ba đội chơi sẵn sàng. Lúc này ba đội chơi đã ổn định ở vị trí của mình. Chúng ta cùng trò chuyện ngắn. Xin chào đội Phạm Văn Cội 1. Bây giờ mình chuẩn bị, mình định làm gì để lấy lá cờ xuống hả anh? Thì người dưới đụng đình, người lên trên, người lên trên đụng đình lên tiếp. Đội Phạm Văn Cội 2 thì bây giờ đội hình của mình sẽ phân công công việc cho từng người thế nào? Em sẽ ở vị trí thấp nhất. Rồi xong là đến bạn trai này, rồi tới chị gái bên đây. Rồi bạn cố gắng lấy lá cờ nghe. Ừ. Còn đội bên mình nhỏ mà liền lạc, mình định sao anh? Không biết nó sao đó, hai đứa này đến giờ hơi nhát nhát rồi mà nói chung cũng cố gắng. Thôi cố gắng nghe. Rồi bây giờ thì ba đội đã sẵn sàng. Và bây giờ phần leo cột mở bắt đầu. Trời ơi, đùng đình mà sao leo chúng lên cây dừa quá vậy? Đùng đình, hồi nãy nói đùng đình rồi. Đừng có leo cây dừa, đúng rồi.
Trước hết bảo lên, bảo lên à, bảo lên, bảo lên à. Không cho chắc cái cột vô. Quá hay. Thôi cái cột vô. Xuống, tụt xuống, tụt xuống, tụt xuống. Tụt xuống, tụt xuống à. Quá hay. Đội Phạm Văn Cội 2 rất là hợp lý. Bây giờ thì đội Phạm Văn Cội 1 đã hiểu ra vấn đề. Bây giờ mới đùng đình nè. Hồi nãy là nghe cái dừa. Còn bây giờ đội đội nhỏ con nhất. Rồi hai đứa dưới được nè. Đội kiểu. Rồi lên nữa, lên một tầng nữa mới được. Phải một tầng nữa mới lên được. Phải một tầng nữa mới được. Rồi đúng rồi. Lên. Lên. Đứng lên, đứng lên. Hai con đứng lên. 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 Diệu mới nổi đứng lên. Anh ấy giữ đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. À đứng lên mới được. Đứng lên. Cổ vũ đi bà con. Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Đúng rồi. Đứng lên. Đứng thẳng lên. Đứng lên. Đứng lên. Ổn không? Ổn không? Tình hình là không được rồi. Trò chơi kết thúc. Đội chiến thắng trò chơi đầu tiên là đội Phạm Văn Cội 2 xin được chúc mừng. Và lá cờ mà các bạn lấy xuống đầu tiên có logo của nhãn hàng Dạ Hương. Như vậy các bạn sẽ nhận được phần quà của nhãn hàng Dạ Hương thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Hoa Linh trị giá 2 triệu đồng. Xin được chúc mừng. Xin mời đại diện nhãn hàng sẽ trao phần quà giải thưởng nóng đầu tiên cho chương trình ngày hôm nay dành cho đội chiến thắng ở vòng đầu tiên. Xin được chúc mừng đội chiến thắng đầu tiên, đội Phạm Văn Cội 2. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với giải thưởng đầu tiên dành cho khán giả. Ban trọng tài quyết định chọn cô áo đỏ đối diện với ban trọng tài. Xin được mời đại diện ủy ban xã đến tham dự chương trình ngày hôm nay sẽ trao phần quà dành cho khán giả cổ vũ nhiệt tình. Đây là bộ mỹ phẩm Ngọc Ân trắng hồng như ý trị giá 500.000 đồng. Rồi, xin chúc mừng khán giả cổ vũ nhiệt tình. Xin cảm ơn đại diện ủy ban. Còn bây giờ xin mời ý kiến ban trọng tài cho chúng tôi biết khán giả cổ vũ ấn tượng ạ. Sau sự ý của tổ trọng tài thì quyết định chọn khán giả cổ vũ ấn tượng nhất là bác đã tóc rắn đã cầm cái mâm rất là lớn cổ vũ từ đầu buổi tới giờ. Xin mời đại diện ban quản lý chợ sẽ trao phần quà dành cho khán giả cổ vũ ấn tượng, một phần quà của nhãn hàng nước giải khát Vinico đã khác và sẽ khóa trị giá 500.000 đồng. Dạ. Xin được cảm ơn đại diện ban quản lý chợ, xin được chúc mừng khán giả cổ vũ ấn tượng. Và bây giờ chúng ta cùng đến với vòng 2. Vòng 2 với tên gọi khu chợ vui vẻ. Ở vòng 2 này chúng ta sẽ có hai trò chơi nhỏ. Sau khi kết thúc vòng 2 thì chúng tôi sẽ chọn ra hai khán giả cổ vũ nhiệt tình, một khán giả cổ vũ ấn tượng, một người chơi xuất sắc sau hai trò chơi nhỏ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi đầu tiên. Trò chơi với tên gọi đá gà. Sau 4 lượt thì đội nào nhiều điểm nhất sẽ giành chiến thắng, nhận được ngay một phần thưởng của nhãn hàng bếp ga Ikura đạt giải hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2016 trị giá 1 triệu đồng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lượt đấu đầu tiên. Xin mời ba chú gà số 2 bắt đầu. Đó, lên cửa, lên cửa. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu theo dõi lượt đầu tiên bắt đầu. Rồi, 1. Quá dữ, ăn quá. Gà xanh chiến thắng. 10 điểm đầu tiên thuộc về đội Phạm Văn Cội 2. Còn bây giờ thì chúng ta đến với cặp tiếp theo. Xin mời cặp số 4. Những chú gà số 4 đó, đó. Ba chú gà lên cửa. À lên lên lên. Lên cửa lên lên lên. Lên dọn lên cặp. Ừ. Bắt đầu. Gà đỏ thắng. Gà đỏ thắng. Gà đỏ thắng. À. Xin mời lượt tiếp theo. Xin mời ba chú gà số 3. Mời ba chú gà lên cửa. À lên lên lên. Bắt đầu. Go. À, gà đỏ còn ở lại. Hay quá. Và bây giờ là lượt cuối cùng. Ba gà lên cửa. Mời lên cửa. Bắt đầu. Go. Vàng xong rồi, vàng xong rồi, vàng xong rồi. Ôi, gà xanh chiến thắng.
Gà xanh chiến thắng. Như vậy là gà xanh nhận được thêm 10 điểm nữa. Kết quả ở trò chơi đầu tiên này, hai đội ngang tài và cân sức. Đó là đội xanh và đội đỏ, mỗi đội có 20 điểm. Để tìm ra đội chiến thắng xuất sắc ở trò chơi phụ này thì chúng ta đến với một lượt thi phụ nữa, một lượt đá gà nữa. Bây giờ là chiến thắng nhận được giải thưởng nóng là một phần quà bếp ga Ikura. Đây là sản phẩm đạt giải hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2016 trị giá 1 triệu đồng. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu! Gà xanh chiến thắng! Xin mời đội Phạm Văn Cội hai bước lên đây. Xin mời đại diện quỹ ban xã Phạm Văn Cội sẽ trao giải thưởng nóng đầu tiên, một bếp ga sản phẩm của nhãn hàng Ikura, hàng Việt Nam chất lượng cao 2016 trị giá 1 triệu đồng. Xin mời. Xin được chúc mừng đội Phạm Văn Cội hai. Xin cảm ơn đại diện quỹ ban đã trao phần quà. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trò chơi tiếp theo. Ở trò chơi tiếp theo này thì chúng ta nhìn thấy sự cố gắng của một cá nhân trong đội sẽ giành chiến thắng, mang điểm số về cho đội của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm ra người không may mắn sẽ đại diện cho đội của mình tham gia trò chơi này. Thử thách được đặt ra cho ba người chơi ở ba đồ chơi là chúng ta phải ăn hết ba trái khế. Phần thi ăn ba trái khế chua bắt đầu. Chua quá. Bình tĩnh nha, bình tĩnh mà ăn nha. Cái chua này, cái chuối chát, cái thịt luộc rồi ha. Ai ăn xong giơ tay lên phải nuốt hết nha. Nuốt hết mới được. Ăn xong nuốt hết giơ tay lên mới được nha. Nuốt hết giơ tay lên. Rồi. Còn nhai lâu mới được. Hết đi chưa? Rồi hết rồi giơ tay lên. Nuốt hết mới tính. Rồi. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Lúc này thì theo chúng tôi ghi nhận được thì khế đã hết trên bàn, dễ dàng nhận thấy ha. Và người lớn tuổi nhất trong ba người chơi đại diện đội Phạm Văn Cội 1 đã giành chiến thắng, nhận được 30 điểm, sẽ được chúc mừng. Và như vậy là vòng 2 đã khép lại. Và đội chiến thắng ở vòng 2 sau khi vượt qua cả hai trò chơi là đội Phạm Văn Cội 1, sẽ được chúc mừng. Và chúng ta cùng trao giải thưởng nóng dành cho đội Phạm Văn Cội 1. Xin mời. Giải thưởng dành cho đội chiến thắng ở vòng 2 đó là một phần quà sản phẩm của nhãn hàng nước giải khát Pinico đã khát và sản khoái trị giá 2 triệu đồng. Xin chúc mừng đội chiến thắng. Xin mời đại diện nhãn hàng trao phần quà giải thưởng nóng dành cho đội Phạm Văn Cội 1. Xin được chúc mừng đội Phạm Văn Cội 1. Xin được cảm ơn đại diện nhãn hàng. Còn bây giờ chúng ta đến những giải thưởng dành cho khán giả và dành cho người chơi, những giải thưởng phụ. Đầu tiên, chúng tôi xin mời tổ trọng tài chọn ra hai khán giả cổ vũ nhiệt tình. Xin mời. Dạ, em chọn cái cô cầm hai khay gõ. Dạ. Rồi, xin mời cô. Tôi chọn em bé hai cái bím tóc cổ vũ rất là nhiệt tình. Rồi. Rồi. Chúng tôi chọn bé bằng áo vàng, vừa uống nước mà vừa cổ vũ. Rồi. Còn bây giờ thì chúng ta đến với một giải thưởng dành cho người chơi xuất sắc nhất ở hai trò chơi vừa rồi ở vòng 2. Xin mời ba trọng tài ạ. Mình chọn một chị ở đội của áo vàng, ăn khế. Rồi, xin mời con gái. Còn bây giờ là phần quà dành cho ba khán giả và người chơi ấn tượng ở hai trò chơi phụ ở vòng 2 vừa rồi. Xin mời đại diện nhãn hàng kem đánh răng Epic, răng trắng khỏe sáng bóng mắt lạnh như băng, và nhãn hàng bộ truyền nhiệt A3 sẽ trao phần quà dành cho ba khán giả và một người chơi. Xin mời ạ. Xin được cảm ơn đại diện nhãn hàng, xin chúc mừng ba khán giả và người chơi ấn tượng. Như vậy là vòng 2 đã khép lại. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với vòng 3, vòng thi về đích. Kính thưa quý khán giả, kính thưa bà con, chúng ta cùng đến với vòng 3, vòng thi về đích. Vòng thi với trò chơi vận động
với tên gọi tập làm cầu thủ. Thời gian tối đa quy định ở trò chơi là 3 phút. Ở trò chơi này thì chúng ta vẫn còn một phần quà dành cho khán giả cổ vũ nhiệt tình, một giải thưởng nóng dành cho đội chơi chiến thắng. Và bây giờ, đội Phạm Văn Cầu 1 chuẩn bị bắt đầu. Mười, chạy về, chạy về. Người tiếp theo, người tiếp theo. Mười, về, về, đi về, nhanh. Tiếp theo, tiếp theo. Mười. Về, về, về. Mười. Trò chơi kết thúc. 2 phút 35 giây. Và bây giờ chúng ta đến với phần tham gia của đội Phạm Văn Cội 2. Và bây giờ phần thi của đội Phạm Văn Cội 2 bắt đầu. Chạy về, chạy về. Tiếp tục, tiếp tục. Trò chơi kết thúc, 1 chiếc banh và 2 phút 50 giây. Và bây giờ, phần tham gia của đội Phạm Văn Cội 3 bắt đầu. Mười. Chạy về, chạy về. Nhanh, 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 nhanh. Không có thời gian, quá 3 phút rồi bị loại. Tám. Tiếp tục 2 vòng nữa. Rồi, về, về, 2 đồng đội. Né ra, né ra, né ra, né ra. Chín. Mười.
Yeah, 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 yeah. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Mười. Yeah, yeah, tiếp tục, yeah. Hai trái banh và 2 phút 55 giây. Trò chơi kết thúc và chúng ta cùng đến với kết quả cuối cùng ở vòng 3. Và kết quả cuối cùng ở vòng 3 trò chơi tập làm cầu thủ sẽ được chúc mừng đội Phạm Văn Cội 1 sẽ được chúc mừng. Xin mời bốn anh chị bước lên nhận giải thưởng ạ. Giải thưởng nóng dành cho đội chiến thắng ở vòng 3 là một phiếu mua hàng của nhãn hàng Sơn Hòn Nè Sơn Đẹp Bình Lâu trị giá 2 triệu đồng. Xin chúc mừng đội Phạm Văn Cội 1, xin mời đại diện nhãn hàng. Xin được chúc mừng đội chiến thắng vòng 3, đội Phạm Văn Cội 1. Còn bây giờ chúng ta đến với một giải thưởng dành cho khán giả cổ vũ nhiệt tình. Xin mời ý kiến ban trọng tài ạ. Mời cô mặc áo sọc đỏ đi. Dạ mời cô. Dạ. Xin được mời ban quản lý chợ sẽ trao phần quà dành cho khán giả cổ vũ nhiệt tình. Một phần quà của nhãn hàng mỹ phẩm Ngọc Ân trắng hồng nhí trị giá 500 ngàn đồng. Xin được chúc mừng khán giả cổ vũ nhiệt tình. Xin cảm ơn đại diện ban quản lý chợ. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với phần tổng kết và trao giải kết quả cuối cùng của chương trình hôm nay. Kính thưa quý khán giả, và bây giờ trước khi chúng tôi công bố kết quả cuối cùng của chương trình hôm nay thì chúng tôi thay mặt những người thực hiện chương trình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban quản lý chợ Phạm Văn Cội ngày hôm nay. Và để thay lời cảm ơn chân tình nhất của ban tổ chức dành cho ban quản lý chợ Phạm Văn Cội thì chúng tôi có một món quà dành tặng cho đại diện ban quản lý chợ Phạm Văn Cội. Đó là một phiếu mua hàng của nhãn hàng Sơ Hòn Nè Sơ Đẹp Bình Lâu trị giá 1 triệu đồng. Xin được mời đại diện nhãn hàng Sơ Hòn Nè Sơ Đẹp Bình Lâu trao phần quà thay lời cảm ơn chân thành đến ban quản lý chợ Phạm Văn Cội ngày hôm nay. Một phiếu mua hàng của nhãn hàng Sơ Hòn Nè Sơ Đẹp Bình Lâu trị giá 1 triệu đồng. Còn bây giờ chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến 12 bà con tiểu thương ở ba đội chơi ngày hôm nay. Đây là những phần quà từ nhãn hàng General Ngơi và bột giặt nhiệt A3. Xin mời đại diện nhãn hàng trao phần quà cho 12 người chơi đến từ ba đội chơi ngày hôm nay. Đây là những bà con tiểu thương ở chợ Phạm Văn Cội. Xin được cảm ơn đại diện nhãn hàng cho chúng ta biết bộ dạng nhiệt A3 và xin cảm ơn 12 người chơi đã tham gia chương trình một cách nhiệt tình ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta cùng đi tìm khán giả may mắn. Xin chúc mừng khán giả Lê Thành Lợi. Chính xác. Xin mời đại diện nhãn hàng cho chúng ta biết và bộ dạng nhiệt A3 trao phần quà cho khán giả may mắn đầu tiên. Dạ. Xin chúc mừng khán giả may mắn đầu tiên. Xin cảm ơn đại diện nhãn hàng cho chúng ta biết bộ dạng nhiệt A3. Chúc mừng khán giả Lưu Thị Ngọc Hoa. Dạ vô. Xin được mời đại diện nhãn hàng đến với các Bidico đã khác và sản khoái trao phần quà dành cho khán giả may mắn, phần quà trị giá 500 ngàn đồng. Xin mời. Xin chúc mừng khán giả may mắn. Xin cảm ơn đại diện nhãn hàng. Và bây giờ là một phần quà nữa, phần quà của nhãn hàng Dạ Hương dành cho khán giả may mắn, phần quà trị giá 500 ngàn đồng. Xin chúc mừng khán giả Đặng Thị Bích Liên. Dạ rồi, vô đứng con. Xin được mời đại diện nhãn hàng Dạ Hương cho phần quà dành cho khán giả may mắn đến với chương trình ngày hôm nay, một phần quà trị giá 500 ngàn đồng. Dạ xin chúc mừng cô, xin cảm ơn đại diện nhãn hàng. Kính thưa quý khán giả, và bây giờ chúng ta cùng đến với kết quả cuối cùng của chương trình tuần này và tiến hành trao giải. Đội Phạm Văn Cội 3 về vị trí thứ 3 chương trình tuần này nhận được giải thưởng bao gồm giá trị tiền mặt trị giá 1 triệu đồng và một phần quà của nhãn hàng nước giải khát Bidico đã khát và sảng khoái trị giá 2 triệu đồng. Xin chúc mừng đội Phạm Văn Cội 3. Xin mời đại diện nhãn hàng trao phần quà dành cho đội về vị trí thứ 3. Xin chúc mừng đội Phạm Văn Cội 3. Xin được cảm ơn đại diện nhãn hàng. Đội về vị trí thứ nhì ngày hôm nay là đội Phạm Văn Cội 2. Xin được chúc mừng đội Phạm Văn Cội 2. Xin mời các anh chị nhận giải thưởng của mình. Phần quà dành cho đội về vị trí thứ nhì bao gồm giá trị tiền mặt trị giá 3 triệu đồng và một phiếu mua hàng của nhãn hàng Sơ Hòn Nè Sơn Đẹp Bình Lâu trị giá 2 triệu đồng. Xin chúc mừng đội Phạm Văn Cội 2. Xin mời đại diện nhãn hàng Sơ Hòn Nè trao phần quà dành cho đội về vị trí thứ nhì.
Xin được chúc mừng đội Phạm Văn Cội 2. Xin được cảm ơn đại diện nhãn hàng. Và đội chiến thắng chương trình tuần này vượt qua hai đội chơi bằng sự cố gắng cũng như ưu thế. Đó chính là đội Phạm Văn Cội 1. Xin được chúc mừng và các chị nhận giải thưởng giải vô địch chương trình tuần này. Giải thưởng bao gồm giá trị tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và một phần quà của nhãn hàng Dạ Hương thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Oai Linh trị giá 2 triệu đồng. Xin được chúc mừng đội chiến thắng đội Phạm Văn Cội 1. Xin được mời đại diện nhãn hàng. Xin được chúc mừng đội chiến thắng đội Phạm Văn Cội 1. Xin được cảm ơn đại diện nhãn hàng. Kính thưa quý khán giả, kính thưa bà con, như vậy là chúng ta vừa theo dõi xong chương trình Tiêu Yêu Chợ Việt tuần này. Chúng tôi xin cảm ơn Ủy ban Nhân dân xã Phạm Văn Cội, ban quản lý chợ Phạm Văn Cội đã đồng hành với chúng tôi tổ chức một sân chơi, tạo điều kiện cho bà con tiểu thương giao lưu gặp gỡ với khán giả truyền hình cả nước. Chúng tôi xin cảm ơn đặc biệt đến các đơn vị đã đồng hành với chúng tôi tài trợ cho chương trình. Đó là nhà hàng nước giải khát Bidico đã khát và sảng khoái. Đó là nhãn hàng Dạ Hương thuộc công ty trách nhiệm Hoàng Dược phẩm Hoa Linh, nhãn hàng Sơ Hộp Ne Sơn Đẹp Bình Lâu, nhãn hàng Kem Răng Ebit răng trắng khỏe sáng bóng mắt lạnh như băng và những đơn vị tài trợ phụ đã đồng hành với chúng tôi. Còn bây giờ, chúng tôi những người thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại.